và mình rất là căng thẳng và nhất quyết là không muốn cho mình yêu và lấy về đằng nhà anh Nam rồi. Thế nên là mình cũng đã nói và giải thích, và anh Nam cũng đã nói để cho bà thêm thông cảm và hiểu hơn. Nhưng mà có lẽ là như kiểu là cái sự tình cảm của bà mình với cả của anh Nam ấy, nó ngày càng bị xa cách ấy. Thì đấy mọi người ạ, mấy ngày vừa qua nếu mà ai mà xem video và theo dõi ở bên mình ấy thì chắc hẳn là sẽ biết cái chuyện tình cảm của mình với cả anh Nam xảy ra. Thì thật sự với mọi người là cách đây tầm khoảng hơn một tháng thì lúc đấy là bà nội mình là cũng đã có nói qua về cái chuyện là cấm mình với cả anh Nam yêu nhau, vì cái việc là anh Nam ở xa xôi với cả bà mình là muốn gả cho mình lấy chồng gần để sau này cho mình được, để kiểu ý bà là muốn lấy chồng gần để sau này mà bà có ốm đau bệnh tật hay là có cái gì bà muốn vun vén thì bà gọi một cái thì là về là có mặt luôn ấy. Thì như mình nghĩ thì bây giờ cái chuyện yêu đương, cái chuyện xa xôi thì nó không phải như ngày xưa nữa. Nhưng mà cũng là do gia đình mình và bà nội mình làm muốn tốt cho mình thôi. Nhưng thật sự là cái việc này mình cảm thấy rất là khó xử. Đấy, một bên thì là người yêu và một bên là bà nội là gia đình thì mình không biết phải lựa chọn như thế nào. Thì đấy, thì bà mình có cấm yêu thì cách đây hơn một tháng thì bà mình và gia đình cũng không thấy nhắc gì về chuyện cấm yêu đấy nữa. Thì mình tưởng là mọi chuyện nó êm xuôi đi, không xảy ra gì nữa rồi. Thế bỗng dưng một ngày bà lại gọi điện về, bảo về nói chuyện thì bà lại tiếp tục là vẫn là cấm yêu vì nói chung là xa xôi nên là bà không thích. Đấy, bà nội mình là quyết định là như vậy. Thì bà cấm cản cũng rất là căng thẳng. Thì mình cũng đã có giải thích và nói thêm cho bà hiểu về cái vấn đề yêu đương bây giờ. Nó có nghĩa là nếu mà ở xa thì các bạn cũng hiểu là bây giờ cái việc xe cộ đi lại nó cũng rất là dễ dàng rồi, chứ nó không còn như kiểu ngày xưa nữa. Mà từ đây mà xuống nhà lãnh Nam thì cũng có hơn 100 cây thì đi nó cũng gần gặn mà, chứ nó không phải như kiểu ngày xưa. Nhưng mà bà mình thì nhất quyết, mình thấy bà mình rất là căng thẳng và nhất quyết là không muốn cho mình yêu và lấy về đằng nhà anh Nam rồi. Thế nên là mình cũng đã nói và giải thích, và anh Nam cũng đã nói để cho bà thêm thông cảm và hiểu hơn. Nhưng mà có lẽ là như kiểu là cái sự tình cảm của bà mình với cả của anh Nam ấy, nó ngày càng bị xa cách ấy, nên là sẽ không có người nghe nữa rồi. Thế cho nên là bây giờ mình cũng thật sự là mấy ngày qua mình rất là buồn, cũng không biết phải xử lý như thế nào để cho đúng tình đúng nghĩa nữa. Thì bỗng nhiên là bà mình lại dắt một cái anh thanh niên thật sự là mình không hề quen biết, thì bà mình lại cứ gán ghép. Thì bà mình cứ bảo là gia đình hai bên, gia đình nhà mình và gia đình nhà cái anh đấy là đã đồng ý với nhau là để cho hai đứa mình tìm hiểu và để quen biết nhau. Thì hôm đấy anh đấy đến còn rủ mình đi uống nước, nhưng mà mình đã bảo là mình không thích và mình không muốn làm quen và mình cũng không có nhu cầu muốn quen hay muốn làm bạn hay là muốn yêu anh đấy cả. Nhưng mà anh đấy vẫn cứ khăng khăng, mình cảm thấy một cái sự vô duyên của anh đấy không hề nhẹ luôn ấy mọi người ạ. Trong cái trạng thái mình đang rất là buồn và cũng đang rất là khó chịu và cũng thật sự là rất là stress, nếu mà các bạn mà phải trường hợp như mình cũng rất là khó, không biết phải xử lý như thế nào luôn. Thì đấy, bây giờ xảy ra cái sự việc như thế mà lại có một người kẻ thứ ba xen vào cái chuyện của mình, một cái người không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào mà cứ xen vào chuyện của mình và cứ khăng khăng là phải quen được mình và phải rủ mình đi uống nước rồi là thế loại thế kia, đến đây cứ muốn làm láo loạn lên cứ như là ở nhà cậu đấy. Thật sự là nhưng mà đến cái lúc mà mình nói ra thì dường như là bà mình với cả gia đình mình là vẫn là kiểu như là bênh cái bạn nam đấy. Thì thật sự không hiểu là mà mình với cả anh Nam là đã yêu nhau đến bây giờ, thời điểm bây giờ là cả yêu cả quen biết thì là hơn một năm rồi. Tất nhiên là bọn mình ở trong chăn thì mới biết chăn có giận, thì bọn mình yêu nhau thì bọn mình mới có thể hiểu được tính cách của nhau và phải yêu nhau, phải có tình cảm thì mới lấy được nhau, thì thế mới hạnh phúc chứ. Bây giờ mọi người bảo là từ một người xa lạ không quen biết gì mà lại kể cả gần, ok bà mình là muốn là thích cái anh con trai kia ở cái điểm là nhà gần, công ăn việc làm ổn định hơn, ok, và cũng nhìn trông cũng đẹp trai, cũng nói chung là cũng ok đấy. Nhưng mà khi đạt được hết những cái tiêu chuẩn đấy rồi nhưng mà trong lòng mình mà không có tình cảm, không có tình yêu, không có cảm xúc thì làm sao mà có thể yêu hay lấy được. Mà dường như bây giờ mình đang bị ép buộc, nó quá là bị bó đầu nên bây giờ mình không biết phải xử lý như thế nào. Thì bây giờ nói chung là anh Nam thì cũng bị cấm như thế thì cũng rất là buồn. Cả mình cả anh Nam vẫn đang cố gắng từng ngày để thuyết phục bà và gia đình.
Đấy thì mọi chuyện của mình nó cũng chỉ đến như thế thôi. Bây giờ cách giải quyết thì chỉ còn là tin tưởng vào tình yêu của hai đứa và cố gắng thuyết phục tất cả mọi người để thông cảm, để hiểu cho cả hai đứa. Mấy phút.